chấp 95 vạn đạo chúa tể. Cô nương, thiếu tộc trưởng ưng ngươi rồi, ngươi đi theo bọn ta đi. Cút ra. Á. Con danh thối tha, ngươi dám giết người của bọn ta, ngươi muốn chết. Bắt lấy nàng ta, đưa cho thiếu tộc trưởng thưởng thức. Không nể mặt thiếu tộc trưởng, hôm nay ngươi chuốc lấy đau khổ rồi. Ăn một đao của ta. Lực tay của tên này mạnh quá, mình sắp không chống đỡ được nữa. Ê, ngươi coi ta không tồn tại à? Á? Các ngươi còn ngây ra đó làm cái gì? Mau đi giết hắn. Giết. Cô ra đằng sau, cẩn thận máu bắn vào người. Nguyên lời trên người các ngươi là một thứ tốt. Chết hết cho ta. Á, á. Mạnh quá. Tiểu tử này một mình solo với nhiều người của tộc chúng ta, hắn có chút bản lĩnh. Có điều, ta xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Số lượng người độc giác quá nhiều, cứ tiếp tục như này thì quá lãng phí thời gian. Phải dùng chiêu mạnh. Tên đó chạy rồi, mau đuổi theo. Ta còn tưởng hắn là đấng nam nhi, không ngờ lại chạy giống như chó. Như thế nào, bây giờ ngươi chịu đi theo ta chưa? Ngươi, ngươi đừng qua đây. Tên phế vật đó đã bị dọa chết rồi, ngươi lẽ nào còn dám phản kháng ư? Ê, con mắt chó nào của ngươi nhìn thấy ta chạy hả? Ừm. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.